Bộ bàn ghế nhựa đan giả mây của nội thất Đức Thông là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế chuyên nghiệp và sự hấp dẫn, mang đến không gian cà phê sân vườn thêm phần sang trọng và hiện đại. Với bộ bàn ghế nhựa đan giả mây này gồm có một bàn dài, hai ghế đơn và một ghế băng dài. Mời quý khách cùng xem qua chi tiết của bàn ghế nhựa đan giả mây. Bàn được thiết kế với chiều dài lý tưởng để phục vụ cho nhiều khách hàng cùng lúc. Mặt kính cường lực không chỉ tạo ra vẻ đẹp sang trọng mà còn có khả năng chống trầy xước và dễ dàng lau chùi. Chân côn được phủ sơn tĩnh điện, mang lại tính ổn định cao và khả năng chống oxy hóa, giúp bộ bàn ghế luôn mới mẻ trong suốt thời gian dài. Về hai ghế đơn, được thiết kế với bộ khung chắc chắn, những đường nét của giấy nhựa giả mây được đan bằng thủ công rất tỉ mỉ và tinh tế. Ghế băng dài đi kèm với bộ này có chân sắt phủ sơn tĩnh điện, tạo nên sự cân đối và hài hòa với bàn. Ghế được làm từ nhựa đan giả mây, mang lại cảm giác thoải mái và êm ái cho người ngồi. Với thiết kế hiện đại và màu sắc trang nhã, ghế đan nhựa giả mây không chỉ là một nơi để khách hàng thư giãn mà còn là điểm nhấn cho không gian quán cà phê sân vườn. Bộ bàn ghế nhựa đan giả mây của nội thất Đức Thông không chỉ mang lại sự tiện ích và thoải mái cho khách hàng mà còn có giá thành rất hợp lý. Với chất lượng vượt trội và thiết kế tinh tế, bộ bàn ghế này là lựa chọn hoàn hảo cho các quán cà phê muốn tạo nên không gian sang trọng và ấm cúng với chi phí tiết kiệm. Để trải nghiệm bộ bàn ghế nhựa đan giả mây của nội thất Đức Thông và tận hưởng không gian cà phê sân vườn tuyệt vời, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0909855844. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian của bạn. Với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, nội thất Đức Thông cam kết mang đến cho bạn sự hài lòng và sự tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết cung cấp bộ bàn ghế cà phê sân vườn chất lượng cao với giá rẻ. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và đặt hàng ngay hôm nay. Với bộ bàn ghế nhựa đan giả mây từ nội thất Đức Thông, quán cà phê của bạn sẽ trở thành điểm đến yêu thích của khách hàng, mang lại không gian thư giãn và thoải mái.